dự đoán tỷ số chung kết bóng đá nam Olympic 2024, Pháp hòa Tây Ban Nha. Dù có lợi thế sân nhà, giới chuyên môn nhận định Pháp vẫn khó lòng thắng được Tây Ban Nha trong thời gian thi đấu chính thức trận chung kết bóng đá nam Olympic 2024. Diễn ra lúc 23 giờ khuya 9:08 giờ Việt Nam. Pháp sở hữu sức mạnh đồng đều, đây được đánh giá là trận chung kết trong mơ của giải đấu. Khi cả Pháp và Tây Ban Nha đều mang đội hình rất mạnh dự Olympic, cả hai đều thể hiện sức mạnh áp đảo từ giai đoạn vòng bảng. Pháp cho thấy họ là đội bóng đồng đều mọi tuyến, khi chỉ để thủng lưới vỏn vẹn một bàn từ đầu giải. Cả Pháp và Tây Ban Nha đều ghi được 11 bàn sau 5 trận, sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu, các nhà cái nhận định Pháp là kèo trên. Với mức chấp 1/4, 0.25, trái, trong khi đó, kèo tài xỉu của trận đấu chỉ là 2 bàn, đây là mức kèo tài xỉu khá dễ chịu với sức mạnh tấn công của hai đội. Tất nhiên, tính chất căng thẳng của một trận chung kết cũng thường khiến các đội bóng chọn lối chơi chặt chẽ. Dù vậy, giới chuyên môn đều đánh giá đây sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng. Theo dữ liệu máy tính của Sportmon, khả năng trận đấu có từ 2 bàn trở lên là 59%. Chuyên gia của Sportcast cũng dự đoán trận đấu có từ 3 bàn trở lên. Và bàn mở tỷ số sẽ được ghi ngay trong hiệp 1. Pháp và Tây Ban Nha không có nhiều duyên nợ ở cấp độ U23. Nhưng ở cấp độ tuyển quốc gia, hai đội có 4 lần đụng độ trong 10 năm qua. Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội là ở bán kết Euro 2024. Với chiến thắng 2-1 dành cho Tây Ban Nha. Thêm vào đó, Tây Ban Nha cũng thắng Pháp 2-0 ở trận chung kết giải vô địch châu Âu U19 diễn ra cuối tháng 7. Người Pháp hiển nhiên muốn rửa hận, hứa hẹn sẽ chơi tấn công quyết liệt ở trận này, nhưng Tây Ban Nha cũng có thừa kinh nghiệm ở các trận chung kết. Trong tay huấn luyện viên Santi Dinia có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Fermin Lopez, Bana, Abel Ruiz. Lựa chọn của chuyên gia, chọn Tây Ban Nha được chấp 0.25 trái, trận đấu có từ 2 bàn trở lên. Dự đoán, hòa 1-1 trong 90 phút, Pháp thắng 2-1 chung cuộc.